Kính thưa quý vị, mỗi bé sơ sinh, trẻ nhỏ và thanh thiếu niên đều có các mốc trưởng thành và phát triển khác nhau. Điều này thể hiện rõ rệt ở cân nặng, chiều cao, vóc dáng của cơ thể. Theo bảng chiều cao và cân nặng chuẩn của trẻ từ 1 đến 20 tuổi, thì đối với bé gái 12 tháng tuổi sẽ nặng 9,2 kg và cao 74,1 cm. Đó là con số trung bình. Thế nhưng một thông tin bất ngờ là tại tỉnh Vĩnh Long, có một thiếu nữ dù đã 18 tuổi nhưng chỉ nặng 9 kg mà thôi. Chuyện nghe có vẻ khó tin quá phải không ạ? Nhóm phóng viên chương trình hiện đang có mặt tại đây tìm hiểu về sự kỳ lạ này. Đó chính là trường hợp của em Lê Thị Kim Ly, ngụ ấp An Hòa, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. 18 tuổi, nhưng so với cậu bé mới được 3 tuổi này, em vẫn còn nhỏ hơn. Bà Nguyễn Thị Hà, ngoại của bé Ly cho biết, lúc mẹ Liêm mang thai, gia đình khó khăn nên không có điều kiện theo dõi thai nhi định kỳ. Đến khi dành dụm được ít tiền đi khám bác sĩ, thì bác sĩ cho biết là thai nhi bị suy dinh dưỡng nặng. Lúc mới sinh, Ly chỉ nặng hơn 700 gram. Cha mẹ ly hôn, Ly về sống với bà ngoại cho đến nay. 18 năm qua, bà thì đã già hơn, nhưng cháu thì chẳng khác nào một đứa trẻ 3 tuổi. Mới đầu thì bác sĩ nói em nó bị hở hai quan, hai lá tim á. Rồi bác sĩ nói thôi để nuôi chừng nào em mà nó được 10 kg rồi tính. Nuôi hoài không có lên rồi bác sĩ nói, giờ em nó bình phục rồi không sao. Rồi vậy chứ bà hai em nó bệnh bà cũng ẩm đi à. Đi chứ không có ấy, không có nghỉ. Đi từ hôm Tết tới giờ đi Hòa Hảo. Đi Hòa Hảo rồi hôm qua này mà ông bác sĩ đâu ông giới thiệu biểu qua bên Chợ Gãy, hôm qua ổng đi Chợ Gãy kiểm tra lại mấy ông bác sĩ nói, tại sanh ra em nó nhỏ vậy sao giờ biết sao giờ thôi phải chịu rồi vậy thôi rồi bán thuốc rồi bảo em gì à. Thân hình khác thường so với bạn bè nhiều năm trước, Ly theo học tại một trường ở địa phương nhưng bạn bè trêu ghẹo em phải nghỉ học giữa chừng. Từ đó em trở nên rụt rè, ngại tiếp xúc với mọi người. Em rất thích vẽ, những bức tranh đầy màu sắc này như những mong mỏi khát khao về những ước mơ bình dị của cô gái đáng thương này.